dần thân tỷ hợi tứ hành xung. Con mạng quả mà nó mạng thủy, nó dập ướt dẹp cuộc đời con rồi sao? Em, trời dạ. To quá vậy. Này chắc tập gym dữ lắm rồi phải không? Vậy nhờ khi mấy này không mà nó bự vậy đó hả? Dạ. Nam mà lấy nó về nó làm bà nội thằng Nam thì có. Mày nói làm sao? Nó mà rơi vào tay tao, nó làm bà cố nội tao, tao cũng chịu. Mà nó ngon quá ha. Bây làm sao mà tao vác mặt về gặp ông bà già tao nữa? Không bị cạo đầu mới là lạ. Ngày mai em sẽ tỏ tình với cô ấy. Đừng vì cô gái mà làm để ảnh hưởng tính mạng của mình. Đừng để tính mạng bị ảnh hưởng bởi một cô gái. Đừng khinh suất cái tướng số. Em không quan tâm đến tướng số.